Ung thư vú là bệnh lý do một nhóm tế bào bên trong vú biến đổi và phát triển vượt tầm kiểm soát của cơ thể. Nhóm tế bào này cần những con đường tín hiệu để nhân đôi số lượng và thoát khỏi sự kiểm soát của cơ thể con người. Và một trong những con đường đó là nhờ vào hệ thống nội tiết estrogen và progesterone. Điều trị nội tiết là liệu pháp điều trị nhẹ nhàng và đem lại hiệu quả tốt đối với bệnh nhân ung thư vú có thụ thể nội tiết dương tính. Những loại thuốc thường gặp trong liệu pháp nội tiết điều trị ung thư vú: tamoxifen, anastrozole, fulvestran, goserelin. Việc tầm soát là cần thiết để phát hiện sớm và chữa trị hiệu quả. Luôn lạc quan, luôn nâng cao sức khỏe sau điều trị là vũ khí quan trọng nhất giúp người bệnh có thể vượt qua được căn bệnh này.